Hi, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bản. Nhớ đăng ký kênh. Hôm nay em lên clip số 40 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, và đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship và ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn ha. Rồi em xin đi vào chi tiết clip số 40 luôn. Đầu tiên mã số 1 ha. Mã số 1 là một combo gồm có 7 cây kéo y tế anh chị ạ. Cây kéo này là y tế hàng mới chưa xài, như là của anh em của Mỹ á, là inox ha, inox không rỉ. Cái này là thép riêng của y tế anh chị ạ. Cây này thì mã số 1 150 7 cây ha. Mã số 1 hàng mới chưa xài. Vừa có kẹp nè. Và có hai cây có 5 cây kẹp tông kẹp thẳng và có hai cây kéo để anh chị mình cắt ha. Đây. Đây. Hàng mới chưa xài nha anh chị ha. Về có những bụi thì mình có thể mình tiệt trùng, mình spa thêm rồi mình xài ha. Cái này mình tiệt trùng thôi. Đó, hai cây kéo cho mình cắt thuốc hoặc là anh chị mình cắt băng, cắt kẹp y tế cũng được. Chiều dài cây ngắn tầm khoảng là 12 cm ha. Rồi cây thứ hai. Cây thứ hai dài hơn, cây này tầm khoảng là 15 cm nè. Rồi qua hai cây kẹp thẳng nha anh chị ha. Hai cây kẹp thẳng một màu xanh lá và một màu xanh dương nha. Chiều dài tầm khoảng là 15 cm ha. Cây này cũng tầm khoảng 15 cm luôn. Đó, cây này to nhỏ. Rồi. Qua bên này là có hai cây kẹp cong ha. Đây anh chị mình, cái này là mình kẹp này. Là mình kẹp để mình khi mà anh chị mình bôi vết thương gì đó thì mình xài những cái kẹp cong này ha. Chiều dài tầm khoảng là hơn 13 cm. Rồi hai cây này mình kẹp để mình cố định lại anh chị ha. Có những cái nấc để anh chị mình cố định này. Đây ha. Chiều dài tầm khoảng là 13 cm. Rồi combo này anh chị mình chốt giùm em 8 cây luôn ha. 8 cây giá 150 luôn, 8 cây 150. Em lên mã số 2. Thì em lên số 2 là về lưỡi cắt ha, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt đá granite. Anh chị mình có làm lâu lâu mình có sửa nhà, sửa hành lang mà cắt gạch bông, gạch men hoặc là đá granite á thì anh chị mình xài cái này ha. Đây là lưỡi cắt hàng mới chưa xài của hãng Disco của Nhật. Đây anh chị mình có thể thấy nè. Đó, giá nó tầm khoảng là Disco Diamond Cut Off View ha. Đó, Cut Off View. Lưỡi cắt hàng mới chưa xài, lưỡi cắt kim cương. Thì giá nó tầm khoảng 1,5 triệu, 1,7 triệu một lưỡi anh chị ha. 1,5 triệu, 1,7 triệu một lưỡi. Đây. Tầm cái này lưỡi to ha, là 3 triệu mấy nè. Đó, còn lưỡi nhỏ tầm khoảng 1,7 triệu ha. Đó, 1,7 triệu, 1,5 triệu một lưỡi. Rồi. Thì cái này là hàng mới chưa xài, sử dụng cho máy cắt cầm tay rất là thông dụng ha. Nhà anh chị mình hay có một cái máy cắt cầm tay để mình vừa cắt vừa mài mài nhám hoặc là cắt gạch, cắt đá, cắt cắt kim loại á. Thì cái này là lưỡi cắt để anh chị mình cắt gạch, cắt đá ha. Cắt gạch bông, gạch men. Rồi mã số 2 ha. Rồi 150 luôn. Hàng mới chưa xài. Đường kính tầm khoảng là 10.5, phần cốt ở giữa là 2 cm là anh chị mình xài cho máy cắt cầm tay ha, máy cắt máy mài cầm tay á. Phần này tầm khoảng là đĩa số 2 thì dày tầm khoảng là 1 ly, tầm khoảng là 1 ly 4 anh chị ạ, 1.4 ly, chốt giùm em mã số 2 150. Số 3 ha, đây là lưỡi cắt Corona, anh chị mình có thể mình tìm giùm em Corona Disco Diamond này. Đó, lưỡi cắt kim cương hàng mới chưa xài. Cái này thì cũng đường kính là 10.5, phần cốt ở giữa 2 cm và độ dày tầm khoảng là 2 ly ha. Dày tầm khoảng 1.2 ly ha. Anh chị mình chốt giùm em mã số 3 150, hàng chưa xài luôn. Em lên mã số 4. Đây thì lưỡi cắt cũng là diamond có răng, có những cái răng để mà thoát cái mạt cưa, mạt gạch các anh chị, mạt gạch ha, bụi gạch á, để nó không có bị cấn. Những lưỡi cắt là kim cương xài rất là bền ha. Xài tốc độ cắt nhanh và anh chị mình xài được rất là nhiều lần, mình tận dụng được rất là nhiều lần về sau. Đường kính là 10.5, phần cốt là 2 cm và cây này dày ha. Cây này độ dày nó tầm khoảng là 1.8 ly. Rồi chốt cho em mã số 4, giá là 150. Em lên mã số 5. Em qua một cây nhíp ha. Số 5 là một cây nhíp hàng mới chưa xài của Anet. Cây này thì thép không rỉ 18-8 ha. Của Anet này, 15 cm, nô 141 Anet không rỉ. Sản xuất tại Nhật anh chị ha, Made in Japan này. Cái này thì mình xài để mình nhíp những vật nhỏ nhỏ khi mà anh chị mình làm thợ tiện hoặc là mình làm những vật nhỏ nhỏ, mình gấp cọng chỉ hay là cọng chì gì đó thì mình xài cái này ha. Rồi chị mình có thể thấy bên trong này. Đây ha, 18-8 khung vị stainless của Nhật.
Chiều dài là 15 cm, mã số 5, anet ha. Mã số 5 giá là 100. Phần đầu anh chị này, phần đầu nó nhỏ này. Em lên mã số 6. Số 6 trăm rưỡi ha. Số 6 là một cây để anh chị mình mở những cái ống hoặc là thùng dầu mà nó trơn á, dính dầu mỡ, dầu nhớt nó trơn thì anh chị mình xài cái này để mình xếp, mình vặn mở nắp ha, mở nắp. Hàng của Mr. Lloyd ha, MC200. Phần cán dài tầm khoảng là 20 cm và đường kính lớn nhất và anh chị mình mở, đường kính lớn nhất mình mở tầm khoảng là 13 cm ha. Cái này là inox nên anh chị mình có cái nhựa để kẹp lại nó giữ lại nè. Đường kính tầm khoảng là 13 cm là to nhất. Rồi cần mình tới đâu thì mình xếp cái này lại nè anh chị, nó có cái chấu này. Đó. Mình sẽ bấm này vô ha. Nó có một cái đầu để anh chị mình bấm vô những cái lỗ này. Đó, nó vô cái lỗ là nó giữ lại ha, để anh chị mình vặn theo các cái size khác nhau. Nói chung là nó hoạt động bình thường ha, cái này thì nó cơ chế nó đơn giản, nó không có bị gì đâu. Rồi cái này chốt giùm em mã số 6 giá 150, mở thùng dầu hoặc là ống lọc dầu. Em lên mã số 7 ha, là một cây kìm. Đây là một cây kìm điện của hãng Fujiza, cây này thì còn đẹp nha nha. Ngàm khít không hở ha. Răng thẳng tắp gần như là chưa xài này. Đằng sau còn đẹp nguyên ha, logo Zozic nội địa Nhật. Chiều dài cây này là khoảng 16.5 cm. Anh chị mình chốt giùm em, cán thì còn liền lạc chắc chắn. Một cây kìm điện Fujiza 16.5 cm, ngàm đẹp không có hở ha. Cây này là ghi nguyên này, chưa có sử dụng luôn á. Cắt ngon lành anh chị ha. Rồi, chốt cho em mã số 7 giá là 170 ha. Em lên mã số 8. Số 8 là một cây lấy dấu. Cây này là hàng của hãng Rubicon của Nhật ha, Rubicon này. Đó, có chữ H và chữ L, thân còn rất là láng, không có bị chóc mạ ha. Rubicon Japan Nhật Bản, đầu là đầu hợp kim, anh chị mình xài ghê này. Chiều dài cây này tầm khoảng là 12.8 cm. Cây này mình lấy dấu trên kim loại khi mà mình vặn cái gì đó ha. Để em lấy cây búa để em test cho anh chị mình xem. Đây là búa Nhật mà dòng phổ thông để sử dụng này. Ok nha chị ăn, đây là cái phần lấy dấu nè. Đó, ok ha, đây là cái phần lấy dấu. Nó sẽ lúng và nó kêu cái tách cái nha chị ha. À, có cái lò xo đó chị, mình điều chỉnh được cái độ nặng nhẹ khi mình lấy dấu đó. Rồi cây này anh chị mình chốt cùng em ha. Mã số là 8 giá là 300. Em lên mã số 9. Số 9 là một cây kìm điện, cây kìm nguội của hãng Mary Victor. Số 9 là một cây kìm nguội của hãng Victor. Cây này thì do để bãi phần này ốp xuống nước nên nó hơi có bị lằn lằn vài chỗ. Nhưng mà cây này là không có hở sáng nha chị ạ. Ngàm cắt là khít không hở, còn mới. Kìm nguội lên là không có vỏ anh chị ăn. Và cái phần lớp da bên ngoài còn láng nè. Da zin luôn. Chỉ bên này là do để nước nên nó hơi có bị vài cái đường chấm chấm thôi. Anh chị mình thấy răng zin năng không có bị gì hết. Rồi mặt bên trong. Đây, răng có vài cái vết cấn nha anh chị ăn. Đây có một hai chỗ này. Cây này thì mình xài nha chị ăn, xài kìm nguội dành trong xưởng của Victor. Chiều dài là 21 cm, chốt giùm em mã số 9 giá là 170. Cây này còn khá mới anh chị ha, nên là mình cắt này kia ngon lành. Kìm nguội Victor. Victor Mary với cây 3 là những hãng mà xài rất là bền của Nhật, mã số 9 170. Em lên mã số 10 là một cây dũa. Cây này là hàng của Mỹ ha, cây này là mã số 10, hàng của Mỹ.
Rồi anh chị mình thấy giùm em chữ Nickerson ha, made in USA, hàng Mỹ này. Cái này thì hàng xà lướt còn đẹp ha, new second cut của Mỹ. Cái này hàng xà lướt răng còn rất là bén và rám. Anh chị nhìn thấy cái phần răng ha. Đó, rất là rám nha chị. Hai mặt đều là xài được ha. Cái này mình đũa kim loại. Đó, ok ha. Này, chiều dài phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 28 cm và dài chắc tầm khoảng là 35 cm ha. Cái này anh chị mình chốt cho em Nickerson của Mỹ, mã số 10, giá là 170. Em lên mã số 8, 11 chứ. 11 là một cây kìm mỏ quạ. Cây này hàng của Sanki, size là 25 cm, Sanki 250. Cây này thì hàng có xài phần vỏ đó nha chị, phần vỏ chứ này có cấn cái. Đây, ok ha. Dài 25 cm, ngàm mở tối đa tầm khoảng là 4 cm. Rồi anh chị mình thấy ha, phần này thì cây ngàm trên này có xài nhưng có bị dấu nhỏ cái này. Đó, xài bình thường không sao. Đây ha, nó có một cái vệt cho đó. Chiều dài cái này thì là 25 cm anh chị ha. Chốt cho em mã số 11, 1.8 kìm mỏ quạ của Nhật Sanki. Em lên mã 12. 12 là một cây ha, 12 là một cây kìm tốt, một cây mỏ lết tốt ha, size là 20 cm, mở ngàm mở là 29 ly. Cây này thì ngàm xà lướt còn thẳng anh chị, còn thẳng ha, còn khít nè. Đó, cây này xài thép đen bền cứng, vặn nó chắc, nó không có bị rơ lắc, không có cảm giác là nó rung nó rơ lắc. Thép đen cứng cáp ha, dòng này thì rất là giống ba cô của Thụy Điển, ngàm thẳng nè. Ok ha, mở là 29 ly. Rồi cái này chốt giùm em mã 12, giá 270. Em lên mã 13. 13 là một cây nại ha, một cây nại để anh chị mình nại đinh hay là anh chị mình có nại ốc tại Bulon thì mình nại. Cây này còn khá mới của BB Swissmix Thụy Sĩ này, chrome vanadium ha. 6 anh chị mình tìm BB 671-10 là thông tin cây này ha, còn rất là láng. Xi mạ láng ngon, quá mới luôn, đầu còn zin nguyên này. Mới tinh ha. Chiều dài cây này tầm khoảng là 23 cm và đầu này tầm khoảng là 1.5. Chốt cho em mã số 13, giá là 250. Em lên mã 14. Cây này là anh chị mình để mình gắp ốc ha, gắp ốc và đầu lầu PH2. Đây cây này còn mới tinh này. Đó, anh chị mình thấy đầu nó thẳng tắp luôn ha. BB Swissmix Thụy Sĩ đầu PH2, mã số 14. Đẹp anh chị, cây này cũng còn rất là mới luôn. Mã số 14. Cái đầu này để mình gấp ốc hay là gấp gì đấy ha, mình gấp mình nhíp gì đó. Chiều dài cây PS2 này thì tầm khoảng 24.5 cm, chốt cho em mã số 14, 250. Em lên mã 15. 15 là một cây kìm để anh chị mình mở những cái ống nước làm mát hoặc là ống dầu hoặc là những cái ống nhỏ nhỏ trong chi tiết máy ha, xe Honda hoặc là xe hơi đó, những cái ống mà làm dẫn nước lọc dầu, nước làm mát á, thì anh chị mình xài cái này để anh chị mình mở ha. Cái này là hàng của Đức anh chị ha. Logo thì nó có mờ rồi, do đánh bóng vào chữ là chữ mực laser nên có mờ mờ anh chị ha. Đó, chất thép và chất thép vanadin nên là rất là cứng anh chị, có tô dầu. Phần cán còn liền lạc màu đỏ. Hàng của Đức ha, mã số là 15, 370. Mở ống lọc dầu, ống nước, chiều dài là khoảng 19.5 cm. Phần răng cây này còn đều đẹp anh chị, phần răng còn đều đẹp, ram đen là còn, phần ram đen, phần răng còn nguyên luôn. Rồi, cây này anh chị mình chốt cho em mã số 15, 370. Em lên mã 16 là một cây búa ha, cây búa này là búa cao su. 16 là một cây búa cao su của Vietcell, hai đầu cao su anh chị mình dùng để mình khi mình có lát nền nhà bằng gỗ hoặc là anh chị mình lát bằng gạch bông, gạch men thì anh chị mình xài cái bèo búa cao su này mình đập nó đỡ bị để lại dấu cấn ha, hoặc là nhiều khi nó chấn ngay cái chỗ mà nó rạn, nó nứt gạch. Size là 1/2 của Vietcell, product of Japan. Phần sơn với phần cán còn. Chiều dài cây búa khoảng 28 cm, chiều dài đầu búa là 8.2, đường kính đầu đóng là tầm khoảng là 2.4. Đầu còn đẹp nha chị, đầu còn đẹp ha, cao su là còn đẹp, không có bị gọi là không có bị bể miếng miếng. Cái độ dẻo của cao su còn rất là dẻo luôn chị, nó còn mới là nhìn thấy chữ cái mực này. Và ở dưới là phần sơn còn này. Cân nặng cây này tầm khoảng là
220g. Anh chị mình chốt giùm em mã số 16, giá là 170 một cái lúa cao su của Vietsell ha. Em lên mã 17. 17 là một bộ tô vít nhỏ cho anh chị mình mở ốc điện tử, ốc đồng hồ, những linh kiện điện tử nhỏ hoặc là mở ốc đồng hồ. Cây này thì hàng của Vietsell. Vietsell còn khá mới chứ gì. 246 cây. Rồi từ nhỏ nhất là 0.9 ly, 1.2, 1.8, 2.3, 3. và 3.5 ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà những cái đầu này nó cứng, anh chị mình xài nó đỡ bị mòn hoặc là tè đầu. Chất thép mà nó cứng. Càng nhỏ thì mình càng cần những cái cây mà nó cứng ha. Rồi cây này thì ở đầu dưới này anh chị mình xoay thì cái đầu trên nó cố định này. Đó. Nô 206 ha, 6 chi tiết và xem. Đây anh chị mình có thể thấy này, những cái đầu của nó ha. Mới nguyên ha. Đây, phần đầu đây anh chị. Đó, ok ha. Rồi, ram đen, sơn đen còn nguyên luôn. Chiều dài cây ngắn nhất tầm khoảng là 7 xăng hơn. Chiều dài cây dài nhất là khoảng hơn, khoảng 12.5. Và khi anh chị mình xoay ấy, đây, thì mình cố định cái này, cái mình xoay lại dưới ha. Đó. Mình cố định cái đầu trên rồi mình xoay như thế này. Ok ha. Hai cái này là nó không đi chung với nhau. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 17 ha. Cái hộp thì nó có bị bể dưới này nên là nó cũng rớt ra như vậy. Rồi anh chị mình có dán mình đính lại thì mình đính lại giùm em. Rồi. Chốt cho em mã số 17 giá 220. Em lên mã 18. 200. 18 là một cây mỏ lết lùn của hãng Top ha. Cây này thì xài lướt Top Nhật Bản này. Ngàm mà lùn có nghĩa là nó ngắn nhưng mà ngàm nó mở to để anh chị mình xài bên điện lạnh, khi leo cao mình mở được cái size nó lớn này, xài trong góc kẹt cũng được, dài tầm khoảng là 13 rưỡi. Ngàm mở sẵn là tầm khoảng là 6 ly anh chị ha. Ngàm mở sẵn tầm khoảng 6 ly em thì có xài lướt nên anh chị mình thấy ha, nó có bị mẻ đầy miếng đó, nhưng mà mặt bên trong thì còn đẹp thế này, cho họ xài gì mà nó cấn chút xíu thế này, ngàm bên trong còn rất là thẳng anh chị, nó chỉ có một cấn một tí ở trên này. Nó sức miếng mỏ. Chiều dài mở rộng là 3 xăng. Mở sẵn là 6 ly và mở to là 3 xăng ha. Chốt cho em mã số là 18, giá là 200. Cây này thì còn đẹp, không có bị rơ lắc ngoài kiểm soát anh chị ha. Em lên mã 19. 19 là một cặp búa. 19 là một cặp búa của thép rèn Drop Forget của Nhật, hàng mới chưa xài. Về anh chị mình lên cán còn phủ keo này. Về anh chị mình lên cán là mình có hai cái búa đinh ở size này, thì anh chị mình thích hợp mình xài mini này ha. Rồi cây lớn thì nặng tầm khoảng là 180g, cây nhỏ thì nặng tầm khoảng là 60g ha. Đó, nguồn cặp này Drop Forget thép rèn mới chưa xài, về lên cán là anh chị mình có một cặp búa đinh mình xài rồi này, ok ha. Chiều dài cây lớn tầm khoảng 10 xăng, đường kính đầu đóng tầm khoảng là 2 xăng, là em đo chiều dài chữ nhật thôi. Còn chiều ngắn thì nó sẽ ngắn hơn chút, dài 7 xăng này. Chiều dài chỗ này tầm khoảng là 1.2 ha. Cặp này anh chị mình chốt giùm em mã số 19, giá là 140. Về anh chị mình lên cán spa vệ sinh sơ qua là mình có một cặp búa đinh mình xài ngon lành. Cái này nãy 60g, còn cái này 180g. Ngon lành ha. 19.140. 20. 20 ha, em lên một cây búa. Một cây búa này là hàng của Mỹ. Cây này của hãng là đây, Lockheed gì đó, Make in USA. Cây này thì thép cứng cáp, đây có một cái logo này anh chị, đây là phần đầu nhỏ năng, đây là đầu bằng giống như một cái búa bi, đầu còn đẹp ha. Cái này thì anh chị mình sưu tầm ha, sưu tầm về lên cán thì mình sưu tầm xài cũng được. Búa này dài tầm khoảng là 6.2, đầu đẹp, đầu còn rất là cứng cáp đẹp. Đường kính là 2 xăng và cân nặng. Cái này nặng tầm khoảng là 110g anh chị ạ, 110g. Chốt cho em mã số là 20. Mã số 20 ha. Em lên mã 21. Búa này là búa sưu tầm nha anh chị ha. 21 mình xài cũng được, sưu tầm cũng được. 21 là em lên combo gồm có 3 đầu búa thép ghép. Cái này là hàng của hãng Susakuse của Nhật. Thép ghép nha anh chị ha. Trên này là em đã cân nặng cho chị mình xem này. Cái này nặng 180g, cái này là 420g và cái này nặng là 600g ha. Đó. Một bên là đầu bằng, một bên là đầu lồi, đặc trưng của Susakuse của Nhật.
Cái này thì anh chị mình có thể mình tìm hiểu thêm giùm em ha. Cây này thì đẹp nha anh chị, đây logo khắc chìm này, đó Susa Sasakuso của Nhật, logo hình tam giác này, ok ha. Rồi trên này cũng có này, 185 có đóng bọc đóng chữ ha, đó ok ha. Cái này là đầu phẳng này, cái này đầu lồi này, à cái này đầu phẳng luôn, cái này đầu lồi này, cái này đầu lồi này, đẹp nha chị ha. Về mình lên cán rồi mình xài thôi. Búa thép rèn và có ghép hai bên đầu là thép ghép của Nhật này. Chiều dài cây ngắn, đầu cái đầu là oval nên chị ha. Những cái size cuối cùng này nó hơi tròn tròn chút, nó giống hình tròn, còn hai size này là oval. Tầm khoảng là 2.2 xăng. Đầu này thì tầm khoảng là 3.2, đầu to này thì tầm khoảng là 3.6 xăng ha. Rồi combo này anh chị mình chốt giùm em mã số là 21, giá là 550. 21 ha, combo gồm 3 đầu búa thép ghép, hàng mới chưa xài. Về lên cán là anh chị mình có một cái búa thép ghép ngon lành. Em lên mã 22. 22 là combo gồm có 2 4 6 7 đầu búa ha. Đó này là được một bộ sưu tập luôn. Đó, này là thép ghép và ghép hai đầu này. Hàng mới chưa xài ha. Đầu đầu có lồi, đầu lồi. Thép ghép này, ghép đầu ghép đuôi luôn. 7 cây anh chị ha, thì em có đo hết kích thước và cân nặng cho anh chị mình thấy ha, đều có mộc có chữ như thế này ha. Ok, 36. Cái này em có bộ 1 thôi. 33 này. 30 này. 27 này. Rồi cái này 24 này. Cái này 21. Và cái này 19 ha, 19. 19 18. Rồi, 2 4 6 7 cây. Lớn nhất là nặng là 440g, 320g ha, 300g, 240g, 200g và 140g và 100g. Rồi bộ này anh chị mình chốt giùm em mã số là 22 ha. Mã 22 1.1. Cái này chắc bằng anh chị mình mua tầm cây rưỡi búa thôi. Rất là mềm luôn, 77 đầu, 22. 1.1 ha. Về lên cán là anh chị mình có một bộ sưu tập búa thép ghép mà mới chưa xài như thế này. Ít khi mà gặp được hàng mới chưa sử dụng mà còn đẹp như thế này ha. 22 1.5 đang xứng đáng mình sưu tầm. 1.1 cho anh chị ha. 22 1.1. Em lên mã 23. 23 là một cây cắt đinh ha, cắt đinh cắt bu lông của Top, cắt từ 12 đến 16 ly này. Rồi NB gạch 2 size số 2 của Top, mã số là 23 250. Còn đẹp nha chị. Xi mạ còn láng ngon. Đầu nó còn di nguyên này. Rồi, cái này em size xuống để anh chị mình coi cái phần đầu ha. Cái phần cắt là thẳng gì không? Không có bị cấn dập gì hết. Đây phần cắt còn thẳng này. Không có mẹ gì hết. Phần này là thép cứng để anh chị mình cắt đinh cắt ốc. Chiều dài cái này tầm khoảng 10 cm, chốt giùm em mã số 23, một cây cắt đinh tốt size số 2. 250. Em lên mã 24. Đây là một cây claim vòng số 21 của Starwide của Đức ha. Cây này thì phần đầu nó còn đẹp anh chị. Chỉ có là phần thân thì có chóc mạ nên là nhìn nó dễ dở gương rồi đó. Nhưng mà phần thẳng này, cái này về anh chị mình mở ốc số 21 là số 1, hàng của Starwide, thép alloy steel của Đức, made in Germany này. Đó. Mở ốc số 21 giùm em ha. Phần răng còn đẹp, cũng có là do là bề ngoài thì nó chóc mạ nên nhìn nó hơi có lát một tí. Chiều dài cái này là 25 xăng, mã 25 80.000. 26. Em lên một cây kìm bấm cốt. Cây này là cây mạc vô Mironu của Nhật. Đó, cây này thì anh chị mình mở được bấm cốt là 0.5, 1.25, 2 và 3.5. Minoru mạc vô của Nhật ha, mạc vô của Nhật. Đây, trên này có chữ MH, chắc cái MH hay MI35 gì này. Là to nhất là được 33.5. Cây này thì phần cán còn liền lạc made in Japan nên chị em màu đỏ còn tươi. Chiều dài tầm khoảng là 17.5 xăng. Đầu còn đẹp khít đẹp anh chị, đầu còn khít đẹp ha. Cái này thì cái lò xo nó hơi yếu như chị em, chỉ có mỗi cái vấn đề lò xo thôi, còn lại là ngon lành. Đây, anh chị mình thấy giùm em này. Đầu thẳng ha, đầu thẳng. Đó, đầu thẳng ha. Dính bụi bặm một chút. Chỉ có một cái lò xo thì nó giống như lò xo nó hơi yếu một chút thôi ha. Đó, còn lại là ngon lành. Cái này thì cái vỏ nó hơi trượt ra, chụp về mình đổ keo vô thêm giùm em ha. Chứ còn nó còn liền lạc không vấn đề gì. Đó, anh chị mình bóp vô này. Mình mở ra rồi mình bấm vô thôi. Cây này thì trợ lực
nên là khi anh chị mình xài nó sẽ nhẹ hơn so với lại các dòng khác của Izumi á, nên sẽ nhẹ hơn nhiều. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em ha, mã số là 26300, một cây bấm cốt của mặt vô của Nhật, em lên mã 27. Là một cây kìm con cá của Snap-on 27. Cây này là dòng 47 USA 6, cái này mình sưu tầm xài cũng được, xài cũng được. Dòng này dòng đời cũ, thép chất thép cứng cáp. Dòng đời cũ có một hàng chấm này đó. Ngàn thì cũng có các xài lướt. Và phần bên ngoài nó như thế này, mình có thể mình spa, mình đánh bóng, mình vệ sinh thêm. Phần răng bên trong bên chị ăn, đây là răng to, đây là răng nhỏ này. Đó, có chóc mạ chút bên ngoài. Răng thì cũng còn được ha. Hai nấc, mình xài nấc nào thì mình bỏ qua nấc đó. Đó, đây nấc ở ngoài ha, mở to ra. Cái này mình có thể mình cắt dây kẽm, mình khúc dưới này ha. Cái vòng tròn nhỏ này mình cắt dây kẽm này. Rồi qua răng bên này. Nói chung là răng có xài lướt nhưng mà còn đều ha, không có bị cấn, bị dập gì mà dập hết. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã 27450, một cây kìm con cá của Snap-on, dài là 19.5 cm. Vừa ra. Em lên mã 28. 28 là một cây kìm bấm Varip 10R của Mỹ ha. Varip 10R của Mỹ. Cây này thì còn xài tốt, con lành. Không, độ đẹp thì không đẹp để sưu tầm nhưng mà anh chị mình xài còn ngon lành. Chiều dài tầm khoảng là 22.5 cm. Đây anh chị mình xem ha, 22.5 cm. Đó. Lò xo hoạt động tốt, ngàm kẹp chặt. Răng thì có xài lướt, có vài dấu cấn ha, nhưng mà anh chị mình còn xài kẹp ngon lành. Và tiếp thì anh chị mình xài rất là chắc, chắc chắn hơn. Rất là chắc luôn. Đó. Rất là chắc luôn chị. Ngàn thì có vài cái dấu cấn rồi, có xài rồi ha. Nhưng mà cây này thì còn xài bền, kẹp chắc chắn. Chốt cho em mã 28600. 29. Em lên một cây kéo cắt tôn của Quýt. Hãng này là với lại hãng Christian, là trung hãng anh chị em. Trung hãng. Và chia ra làm với lại hãng dòng cưa giũa sắt hồi nãy là Nickerson, là ba thương hiệu cùng một công ty Christian Tool của Nhật, của Mỹ. Quýt này. Rồi cây này thì USA Quýt and Son. Đó, giống như là Nickerson vậy đó. New York ha. Rồi anh chị mình thấy cây này thì mình dùng để mình cắt tôn lớn. Thép là thép The Road Forge, thép rèn này. Width 10 inch. Thép rèn ha, Forged Steel. Dưới này có số này. Thì cái cây này thì cái phần răng của nó thì có vài dấu cấn anh chị ăn. Đó, cái này thì mình cắt tôn lớn là ok, cắt tôn lớn là ok. Nhưng mà cái ngàn này anh chị cứ cắt bình thường thôi. Cây này thì thanh lý là 300 nha anh chị. Đó. Mình sẽ cắt lá tôn lớn ha. Dày dặn cứng cáp chắc chắn, rất là nặng. Phần lưỡi cắt tầm khoảng 6.5 cm và dài tổng thể là tầm khoảng 29.5 cm này. Hệ in như là khi so ra hệ mét nó không có chẵn mà nó sẽ lẻ lẻ. Nặng tầm khoảng là 600 g ha. Mã số là 29300. Em lên mã 30 là một cây kéo cắt tôn của Mitsubishi dòng Enosuke. Cây này thì còn khá mới, 30 ha. Anh giá mới tầm khoảng 1,5 triệu, và cây này thì nó cũng còn mới tinh, không vấn đề gì hết. Mới tinh này. Láng o thôi. Đây, phần Enosuke 260 tương đương với 26 cm ha, 26 cm. Đó, anh chị mình thấy có lò xo trợ lực bên trong. Rồi, anh chị mình thấy ngàm cắt là mới tinh ha, ngàm cắt là mới tinh luôn này. Thẳng tắp, đẹp. Cây này thì hàng xà lướt thôi, còn rất là bén luôn. Nó còn nguyên cái đường răng và nó còn rất là mới anh chị. Không có bị cấn dập gì hết ha, không có bị mẻ gì hết, non lành. Rồi phần dưới này là phần cán màu đen nha anh chị, còn sáng, nó còn cái độ bóng này. Không có bị oxy hóa, không có bị giòn mủ. Thì cái này do để bãi nó có cấn nhẹ chút nha anh chị ha. Đây. Không có sâu, nó này chỉ lớn lớt bên ngoài, mình kỹ thì mình có thể mình đổ keo lên. Đổ keo cho nó cứng. Đó, ok ha. Rồi này em test các thứ cho chị mình xem luôn. Cái này thì cái lưỡi của nó không có gì hết. Ngon lành. Cắt rất là nhẹ, có lò xo trợ lực. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 30, giá là 850 ha. Em lên mã 31. 31 là một cây anh chị mình uốn dây. Uốn dây 31, uốn lồng chim hoặc là anh chị mình cũng uốn dây kẽm á. 31, cây này hàng của Mỹ. Đó, mình xài thì mình mở này ra ha. Cái mình rút dây vô, cái mình đẩy nó xuống là mình để uốn dây này. Ok ha. Hàng của Mỹ, cây này thì còn rất là mới.
Minba ha, Minba Corporation của Mỹ. Cherry này, đó. USA ha, Made in USA. Còn rất là mới nha chị. Đây là cái phần để mình nối dây ha, mình chọc dây vô để mình cuốn dây. Safety ha, safety là cẩn thận cái gì này. Made in USA, hàng của Mỹ. Đó, mình sẽ uốn dây. Phần đầu dưới còn nguyên lớp sơn màu đen. Đẹp keng luôn ha. Không có hở sáng cái phần lưỡi cắt luôn. Phần răng lên chị An, phần răng, cái phần răng còn đều này. Phần răng mình về mình chà vệ sinh thêm chút cho em, răng còn rất là đều. Một cây kìm uốn dây, cắt uốn dây kẹp của Mỹ. Chiều dài cái này tầm khoảng là 27 cm, mã số 31, giá là 432. Em lên một bộ cờ lê, cây này là cờ lê hàng chưa xài của hãng Tunman của Nhật. Japan thép và thép drop for you thép rèn, mã số là 32 ha, 32 700. Bộ này gồm có 6 cây hàng mới chưa xài, 32. Mới nguyên chưa xài nha chị, mới nguyên chưa xài. Ok ha. Đó, mới tinh chưa xài luôn này, chưa có dấu cấn, dấu dập gì. Xi mạ còn lá nguyên. Thì cây lớn nhất là size số 17 ha, 17 15 14 12 và 10. Đó, 17 14 15 12. 17, 14, 13, 12 ha, 2, 4, 5 cây. À 6 cây. Còn cây số 10 bên dưới nữa. Đó. 17, 14, 15, 13, 12, 10. Đẹp không chị? Cây ngắn nhất là cây số 10 tầm khoảng là 11 cm và cây dài nhất là cây số 17 tầm khoảng là 19,5. Chốt cho em combo này gồm có 7 cây cờ lê miệng dầm của Tunman của Nhật, mã số 32 700. Em lên mã 33. 33 là một cái khoan tay ha. Đây này là một mũi khoan bằng tay. Anh chị mình sẽ gắn mũi khoan như đây rồi mình xoay. Hàng này là hàng của hãng Nationo của Nhật. Nationo của Nhật. Mã số là 33. Tem nhãn bằng giấy nên là nó rớt ra nha anh chị. Này là Nationo của Nhật này. Hết tên chủ cũ họ ghi này. Rồi cái này là mũi khoan bằng tay. Anh chị mình sẽ gắn mũi khoan như đây rồi mình xoay nha. Hoạt động trơn tru ngon này. Đây còn rất là láng anh chị ha. Rồi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20 cm. Ngang tay cầm này chị mình xoay là 9 cm. Đường kính cái phần ở giữa này tầm khoảng là 8 cm hơn. Đó, dày dặn cứng cáp. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em, đây là cái mặt bên trong này. Đó, ok ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 33, một cây khoan tay của hãng Nationo của Nhật, 300. Em lên mã 34. 34 là một cái lạ, một cái bộ compa của Takeda, văn phòng của Takeda, mã số 34 Takeda, để mình vẽ kỹ thuật, vẽ cơ khí này cho ban. Chiều dài chiếc hộp compa này tầm khoảng là 24, rộng tầm khoảng là 12.5. Đây anh chị em mở bên trong đi, cái này thì hàng có xà lướt. Đó, bên trong nó còn đỏ này. Rồi bên này thì có một bộ để anh chị mình thước ha, thước có lại thước đo độ hay là thước để mình vẽ với lại thước đo độ này. Đó. Nó ẩm nước chút về mình sẽ ba vệ sinh thêm giùm em. Rồi. Bên này thì có 2 4 cây compa ha. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 chi tiết như thế này. Anh chị mình có thể mình xem thêm giùm em. À ok ha. Bộ này thì cây dài nhất là tầm khoảng là 12.5 cm. Cây này thì tầm khoảng là 10 cm. Cây này tầm khoảng là 10 cm. Cây này thì tầm khoảng là 10 cm. Cây này khoảng là 12 cm. Đó, cái này thì ngắn ngắn để anh chị mình thay thế này, 4 xăng này. Con này là hộp viết chì 2B. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em. Bộ này mã số 34 240. Em lên mã 35. 35 là một cây cờ lê bằng đồng Bealon. Đồng này là để anh chị mình xài trong môi trường tránh phát ra tia lửa điện chống cháy nổ như là dầu khí, hoặc là dung môi, sơn, tĩnh điện, hoặc là in mực gì đó thì mình xài cái này ha. Bealon của Nhật và cây này anh chị mình mở ốc số 10 và 13 này anh chị ha. Số 10 và 13, cây này thì đầu còn rất là đẹp này. Đó, đầu còn đẹp ha. Đây. Phần đầu này không biết là cái zin hay là nó có hơi có cấn như thế này anh chị ha, nhưng mà nó cong cong như thế này này. Đó, ok ha. Đây.
thì cái phần bề mặt rất là láng. 10 và 13, logo Zojic nội địa Nhật xếp titan của hãng Bealon của Nhật, mở ốc số 10 và 13, nhỏ nhỏ nhưng mà ít gặp. Chiều dài cái này tầm khoảng 13.5 sang chốt thì em mã số là 35 ha. Em lên mã 36. 36 là một combo gồm có hai cây. À cái này thì chắc để em chung với lại đục đi. 36 là một cây lãng đồng của Rickit. Rồi Rickit của Mỹ anh chị ăn, Rickit của Mỹ. Đây là phần đầu le này. Đầu để anh chị mình xoay. Đây phần đầu bên trong nha anh chị ạ. Đó, đầu bên trong. Đầu le. Rồi. Mặt dưới anh chị ăn, phần chén thì có một cái chén chỗ phần đây phần chén bên trong này, có một chỗ chén chỗ này thì có hơi cấn cái bề mặt bên ngoài chút thôi, còn lại là đẹp anh chị. Đây là phần đầu 1/4, 5/16 thì có một cái dấu nhỏ chỗ này. Đó. Còn lại là 3/8 đây, 3/8 đẹp. 1/2 cũng đẹp ha. Rồi 5/8 cũng đẹp. Đây, đây là size 3/4 cũng đẹp. Đó, có một cái dấu nhỏ chỗ này thôi. Rồi. Một cây le của Rickit, le lãng đồng. Lãng đồng chốt cho em mã số là 36, Rickit của Mỹ, Made in Jura này. Em lên mã số là 37. 37 là combo gồm hai cây cờ lê lực của hãng là Echo của Nhật. Cây này là cây số 22 và 24. Anh chị nào mà mình chốt nguyên cặp cũng được, hoặc là mình có lấy lẻ cũng được ha. 22 và 24. Cây này thì mình gắn một miếng lá, miếng thép vô là anh chị mình giảm xuống được một size là size 21 này. 22 nhân lực là 42 Newton và 24 nhân lực là 55 Newton. Hàng của Nhật xài cực kỳ bền ha. Trước giờ thì em thấy là một số anh chị mình mua cờ lê lực bên em là review là xài rất là bền anh chị em. Cảm giác là xài đầm tay và rất là bền. Đó, cứng cáp chắc chắn, nó không có rơ lắc hoặc là nhìn nó mỏng mạnh đâu. Hai cây này thì phần ngàm rất là đẹp anh chị em, phần ngàm còn rất là zin này. Đó, mới tinh luôn. Thẳng tắp không cấn giật, có xài lướt chút xíu. Chiều dài cái này tầm khoảng là 24.5 cm, cây 24 thì dài tầm khoảng cũng gần 25 cm. Rồi combo này chốt giùm em mã số 37 nha. 37 gồm có hai cây cờ lê của Esco của Nhật. Mã số 37. Anh chị mình muốn lấy lẻ cây 24, 22 cũng được. 37. Em lên mã 38. 38 ăn qua cưa rồi qua đầu bếp. 38 là một cái cưa của Suki Gontaro ha. Cây này thì răng còn vỏ, cây này thì vỏ, cái này thì em chưa có lau bằng nước thôi, chưa có vệ sinh bằng xà bông nên là nhìn nó hơi bụi bụi chứ còn rất là mới ha. Đây là phần răng này. Cây này thì size là 24 cm, ăn cưa 24 cm Gontaro, bén cực kỳ. Chỉ có hai răng mé ngoài này thì nó hơi có bị gãy ngắn một chút này. Đó, chị mình cứ xài bình thường không sao. Hoặc là chị mình xài tới đây là được. Đây ha, xài tới đây là được rồi. Nó cũng tầm khoảng 20 sang hơn. Rồi. Bén nha chị, cái này bén này do để đâu nó bị cắn thì nó hơi bị gãy hai cái răng mé ngoài thôi. Để em gãy bằng mé ngoài thì đỡ hơn là gãy mé trong. Ở trong coi như bỏ rồi. Rồi cái này chị mình chốt cho em mã 38, giá là 180, một cây cưa Suki Gumball có vỏ đồng hoàng. 180. Dài 24 cm. Em lên mã 39. 39 cây này 170 ha. Cây này là một lưỡi cưa Suki Gontaro này. Cái này thì như là anh chị mình có thể mình lấy cái lưỡi này mình gắn vô được anh chị ăn. Nó cùng một cái phần cán để xài nè. Mình có thể mình mua hai cây này về mình xài. Rồi mã số là 39 170. Cây này thì giống như hàng xài lướt thôi, còn đẹp. Đó, Suki Gontaro. Cây này là lưỡi 30 cm, răng đều bén hết. Đây ok anh chị ạ, răng đều bén hết, cái này dính keo không vấn đề gì hết, bén cực kỳ. Suki Gontaro 30 cm ha, mã 39 170. Em lên mã 40. Cây này là dành cho anh chị mình gắn vô cán cưa gấp Gumball 21 cm. Rồi mã số 40 ha. Cây này thì còn rất là đẹp anh chị ạ, bén cực kỳ. Suki Gumball 21 cm, răng đều không bị cấn dập mẹ gãy răng nào hết con này. Đó, do để bãi thì nó hơi bị ố vàng bên ngoài tí thôi. Chiều dài cái này là 21 cm, gắn vô hai nấc cưa 21 cm giùm em này. Mã số 40 140.
41. Em lên một cây cưa mộng ha. Cây này là hàng mới chưa xài của Nhật ha. Hãng là hãng Kane Fusa. Đẹp. Còn mới chưa chị ha? Chưa xài. Phần cán không dài tầm khoảng là hơn 30 cm. Đây là phần chữ nè, chữ khắc thủ công trên này luôn. Hai bên là hàng chưa xài ha. Bên này là răng thưa để anh chị mình cưa càng to này. Bên này răng nhuyễn mình cưa càng nhỏ. Nói to nhỏ chứ cái này là dòng cưa bự nên anh chị mình cưa được càng rất là lớn. Chiều dài lưỡi sử dụng là 27 cm ha. Cái này là lưỡi 27 cm. Đó, hàng mới chưa xài. Bên này là răng đều hết anh chị ha. À, do để bãi thì nó hơi bị ố ố vàng vàng cái đầu một tí. Rồi cái này nó hơi ố ố hơn cái răng này thôi nha. Về mình lấy bàn chà mình chà sơ qua 2-3 cái răng này, vệ sinh sơ cái mặt này giùm em là được rồi. Không có sợ ảnh hưởng gì nhiều đến cái phần răng nên còn đẹp, ngon lành. Cây này cưa mộng mã số 41, giá là 250. Rất là bé đấy chị. Mã số 41 250 ha. Em lên mã 42. Rồi em qua đồ bếp ha. Đồ bếp và đồ bonsai. Đồ bếp và đồ bonsai ha. À còn cái cưa nữa nha anh chị. Rồi. Em lên mã số 42 là một cây cưa lá hẹ, cưa nách để mình cưa trong góc kẹt. Cây này thì logo chữ Nhật đầy đủ này, Made in Japan. Cây này thì còn khá mới. Do nó dính dơ bên ngoài chút xíu thôi. Về anh chị mình xài cực kỳ bền ha. Cưa lách, cưa lá hẹ mình mua này tầm khoảng là 300 mấy một cây rồi. Rồi cây này là hàng chưa xài nha anh chị. Còn mới nè. Dài lưỡi là 12 cm, răng đều bén cực kỳ. Đó, về mình chà sơ sơ, mình vệ sinh, lấy bàn chà mình chà ở trên ha, đừng có chà xuống phần răng này. Răng này thì mình chà sơ qua thôi. Rồi cái này chốt giùm em còn rất là sáng đẹp, mã số 42 120, một cây cưa nách. Cưa lá hẹ xài trong góc kẹt. Em lên đồ bếp, mã số 43. 43 là một cây kéo để anh chị mình cắt lông mũi ha, 43. Rồi thép không rỉ. Hàng mới chưa xài ha, hàng mới chưa xài, stainless không rỉ này. Cái này mình cắt lông mũi nha anh chị. Đó, về mình spa tiệt trùng sơ qua là mình xài cắt lông mũi. Đầu nó không nhọn nên là không có bị làm ảnh hưởng đến niêm mạc mũi. Cây này size lớn nha, có cái size nó nhỏ hơn nữa. Chiều dài cây này tầm khoảng là hơn 10 cm này. Chốt cho em mã số 43, giá là 50.000. 44. Đây là một cây đánh vảy cá ha, 44. Cây này là bằng gang. Đó, nhìn phần cán là thấy còn mới nha chị. Gỗ này cũng gỗ xịn này. Phần khâu còn này. Gỗ cũng có xịn hàng, nhìn cái cán là thấy còn mới. Này do bằng gang và để nó hơi oxy hóa nhẹ nên là về mình cứ chà sơ qua là mình xài thôi. Nó còn rất là sáng này anh chị, rất là sáng này. Dính mấy cái vải nỉ ở dưới cái phần tấm nệm, tấm thảm. Rồi rất là mới anh chị ăn. Cái mặt nó còn sáng choang này, đó, nó còn nguyên cái lớp màu trắng trắng của xuất xưởng á. Do để bãi thì nó hơi có bị chày chày cái phần mạ bên ngoài tí thôi. Chiều dài cây này tầm khoảng là 18 cm, chốt giùm em mã 44, giá là 50.000. Em lên mã 45. Cây một cây liếc dao ha, 45. Một cây liếc dao. Cây này dòng là dòng liếc mịn nha chị ạ. Liếc mịn, liếc kim cương. Đó, cái này mình thích hợp cho ở nhà mình xài hoặc là quán ăn xài cũng được, hoặc là mình có bán thịt heo, thịt bò ngoài chợ anh chị mình xài mình liếc cây này. Cây này là size lớn ha, có size nhỏ hơn. Thì cái này thuộc dòng size lớn cũng còn khá mới này. Dòng liếc mịn nên anh chị mình thấy cái độ mịn của nó ha, chứ không phải là nó mòn nên chị ăn. Dòng liếc này là liếc mịn giùm em. Mình dùng để mình thái mỏng á, ví dụ anh chị mình thái thịt xá xíu, hoặc là anh chị mình thái phở bò, hoặc là mình thái mỏng để mình nhúng lẩu á, thì anh chị mình xài những cây này. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 15 cm và dài là 26.5 cm ha. Cây này là bản bự anh chị ha, dòng liếc mịn còn rất là mới này. Mặt phẳng và mặt bán nguyệt. Bản rộng là 2.3 cm. Rồi chốt cho em mã 45, giá 200. 46. Rồi em qua nĩa ha. 46 là một cây nĩa của da xeo của Đức. 46, cây này da xeo của Đức ha. Cây này còn rất là mới anh chị ha. Phần cán bằng gỗ này, đó, phần gỗ còn liền làng. Cái này nó cắn cá thì anh chị mình spa vệ sinh thêm giùm em ha, xả nhám thêm rồi mình sơn bu lên cho đẹp. Da xeo của Đức ha, da xeo của Đức. Đó, cái hình cái đinh ba, Rotary Germany này, inox của Đức,
xài cực kỳ bền, dao kéo, muỗng đĩa. Đó, ngon lành ha. Bén cực kỳ này. Rồi cây này chốt giùm em mã 46320. Chiều dài cây này tầm khoảng là 27 cm. Em lên mã 47 là một cây này của hãng Picasso của Nhật nha chị em. Mã số 47 cây này của hãng Picasso của Nhật. Ba chốt cán gỗ này, khâu đúc liền này. Picasso của Nhật nha. Đó, inox của Nhật. Rồi, cái này thì hai cây này là mình dùng để mình ăn bò bít tết đây, không phải. Cái này là mình ăn BBQ thịt tiệc nướng, hoặc là mình dùng để mình lấy gà hoặc là lấy thịt để khi mình luộc đó ha. Đó là những cây size lớn, không phải size nhỏ. Chiều dài cây này tầm khoảng là 28 cm, anh chị mình chốt giùm em mã số 47300. 48. À, 48 là một cây kéo bếp luôn. Cây này đứt hàng chưa xài, 48. Cây này mình cắt hành, cắt rau, hoặc là mình có cắt thủ công cho bé đi học cũng được anh chị ha, hoặc là mình cắt giấy văn phòng gì cũng được ha. Đây, hàng mới chưa xài nên chị. Ngon lành. Đây, ốc rời mình có thể mở ra mình mài dễ dàng. Đó, ngon lành ha. Đứt hai hình người chuẩn đứt. Cái cây này là mới chưa xài nên chị mình thấy phần nhựa nó còn sáng này. Rotary inox của Đức ha, Germany, hai hình người. 41300-190 thì chắc chiều dài nó tầm khoảng 19 cm. 19 cm anh chị em. Cây này là mới. Như là anh chị yên tâm mình xài. Rồi mã số 48 giá 100. 49. Cây này là kéo bếp của Rotary của Đức luôn. Đây, Germany ha. Đức hai hình người. Đó, cây này là hàng cũng mới chưa xài nha chị em. Phần cán là màu đỏ đậm ha, giống như màu đỏ đô á. Đó, nên anh chị mình thấy nó đậm hơn so bình thường. Rồi lưỡi là zin nguyên chưa xài ha. Về mình rửa sơ qua mình xài thôi. Hàng mới chưa xài này, ngon lành. Không có rơ lắc gì hết. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20.5 cm. Rồi chốt giùm em mã số là 49, giá là 108 ha. Cái này mình cắt rau cắt hành nha anh chị nha. 49 108. Này, cái này anh chị mình dùng để mình kẹp càng cua hoặc là kẹp quả ốc chó này. Em lên mã số là 50. 50 là một bộ gồm có muỗng inox của Nhật ha, 50. Bộ này gồm có 8 cây. 2 4 6 8 cây. Muỗng này xài bền, hoa văn rất là đẹp anh chị. Quá đẹp luôn ha. Ok. Hoa văn rất là đẹp. Bông hoa hướng dương, hoa cúc, hoa hồng. Dày dặn cứng cáp. Stainless thép phong rỉ này, có logo tên hãng đây. Có hình như con cá gì ạ. Cây này thì dày dặn anh chị ha. Tính ra là nhiêu? 8324 nè. À, chưa tới 30.000, cây đó rất là rẻ luôn. Cây này xài bền cực kỳ. Cái này anh chị mình lấy metabolite hoặc là anh chị mình lấy giấm, lấy muối á, về anh chị mình trà đi là rất là bóng ha. Hàng rất là đẹp, dày dặn cứng cáp. Bộ này 8 cây để cân nặng cho anh chị mình xem luôn. Chiều dài tầm khoảng là 18 cm hơn ha. Bộ này 8 cây thì cân nặng nó tầm khoảng là 300 g. Rồi chốt cho em ha. Muỗng bình thường, muỗng anh chị mình thấy rất là mỏng, cái này rất là dày này. Mã 50-220. 51. Em lên một viên đá mài. Cây này là hàng xài lướt anh chị ha. Đó, giống như họ mài sơ qua lần hai lần thôi, còn nguyên. Đó, cái này rớt cái vỏ thôi chứ không vấn đề gì. Kinh 1000 ha, độ rít là 1000. Cái này anh chị mình mài bước hoàn thiện, mài cắt giấy này, mài chẻ tóc này, mài để mà mình tách vân á, thì anh chị mình xài cái này. Kinh thì dòng này rất là ăn đá anh chị ha, rất là ăn thép, nên là anh chị mình mài nó rất là nhanh. Kinh của Nhật. Rồi, viên này thì nó form nó đủ nha chị. Nặng tầm khoảng là 980 g ha. Nó rất là nặng anh chị. Form này là form lớn, 980 g. Tầm khoảng 980 g ha. Chiều dài theo hệ in, nên là khi mình quy ra hệ mét nó có những cái số lẻ ha. Dài tầm khoảng là 20.8 cm. Rộng tầm khoảng là 6.6 ha. Và chiều cao á, tầm khoảng là 3.6 này. Đó. Ngon lành nha anh chị. Khoảng 3.6. Rồi viên này anh chị mình chốt cho em mã 51, giá là 650 ha. Một viên đá kinh, cái này anh chị mình mua mới đã tới triệu mấy lận. Em lên mã số là 52. Qua kéo vải nha chị ha. 52 là một cây kéo vải. Rồi cây này là một cây kéo vải ha. Đó. Bề mặt thì có kiểu như bị ố thôi, không có bị rỉ anh chị ha. Lưỡi là thẳng tắp này. Ok ha, nhìn cây kéo là thấy xịn năng, ốc đồng rồi. Chữ Nhật đầy đủ này. Đây, sơn còn nguyên ha. Đây, chữ Nhật đầy đủ, logo của Nhật. Lưỡi thẳng tắp nha anh chị.
Chiều dài cây kéo này, cây này là form đủ 25 xăng. Để em đắp bạn cho anh chị mình xem. Rồi, đây ha. Ok ha, rồi. Đó, ngon lành. Rồi chốt giùm em mã 52 giá 240. 53, cây này là Nasu ha. Nasu, cây này thép Daido Steel của Nhật. Dòng về hãng về Nasu này thì rất là xịn nha chị ha. Mã số 53. Đó. Ốc đồng rời nè. Ngon lành. Thép Daido Steel stainless không rỉ ha. Ô, thép không rỉ luôn nha chị ha. Quá xịn luôn ha. Daido stainless không rỉ luôn. Được hãng Nasu mà thép còn dòng thép không rỉ luôn chị. Chiều dài cây này là hơn 25 xăng ha. Cây này là form đủ anh chị. Cây này thì về anh chị mình có thể mình chỉnh cái mũi lại chút xíu cho em ha. Đến chỗ này nè, mình bấm vải cũng được rồi, nhưng mà nó cũng không có ngọt lắm. Mình về mình có thể mình chỉnh cái chỗ mũi đi trước cho em này. Chứ còn về form dáng này kia nè, ok hết ha. Cây này là cái form lưỡi còn rất là đẹp luôn á. Không có xài gì nhiều, còn nguyên form. Chỉ là cái mũi này nói chỗ này nó có bị, đó, nó giấu một nhỏ chút xíu chỗ này thôi. Cũng còn rất là thẳng này. Bấm thì ok nha chị ha, không vấn đề gì. Nó không được ngọt như cái khác thôi. Về anh chị mình có kinh nghiệm mình đó, bấm cũng ok này. Đó, ok ha, ngon lành. Nói chung là cây này thép không vị mà rất là mềm này. Và hãng Nasu nữa. Đó, ok ha. Quá bén anh chị, thép không vị Nasu 53 250. 54. Cây này ha, cây này size lớn, những anh chị mình cắt vải zin, vải bố, vải nỉ 54. Cây này size là 28 xăng. Còn form dáng là còn mới tinh luôn. Chiều dài là 28 xăng này, anh chị mình thấy phần cán ha, mới tinh. Chữ Nhật đầy đủ này, đó, nhìn cây kéo là thấy xịn ha. Thẳng tắp láng oi anh chị ha, ok. Rồi 28 xăng ha, cái này mình cắt vải zin, vải bố ok này. Vải nỉ, vải tuyết mưa. Ok nha chị ha. Đó, rất là ngọt. Cắt tiết hết vải luôn. Đây, anh chị mình thấy ha. Rồi. Cái này chốt giùm em 28 cm, một cây kéo rất là mới. Mã số 54, 450. Em lên mã 55, em qua một cây qua 55 em qua đục với bào đi. 55 là một cặp bào lồi lõm ha. Nguyên bộ hàng mới chưa xài. Mã số 55. Cặp này 250. Chiều dài tầm khoảng là 12 xăng. Chiều rộng tầm khoảng là 2.7 xăng. Cái này anh chị mình có DIY, mình làm thủ công á, mình sưu tầm hoặc là mình làm thủ công việc cả nhỏ thì mình xài cái này ha. Lưỡi họ chưa đóng xuống, chưa có xài này. Chỗ này tầm khoảng là 14 ly ha. 14 ly. Lưỡi sử dụng tầm khoảng 14-15 ly này. Bào này bào 14-15 ly và lưỡi hai lớp thép hết. Rồi cặp này chốt cho em mã số là 55 250. 56. Em lên một cây 56 là một cây sủi nha. Cây này thì hàng mới chưa xài. Hàng chuẩn Nhật nha chị ha. Đây lớp ram đen còn nguyên mới chưa xài này. Đầu chưa có vết đóng gì hết. Cái này mình sủi hay mình đẩy thì mình đẩy. Ok ha. Chiều dài tầm khoảng là 20.5 xăng. Lưỡi sử dụng là 2 ly rưỡi, 2.5 xăng, 2/4 ha, 2/2 ha. Rồi chốt cho em mã số 56 108. 57. Đây là một cây đục của hãng Mikisio ha. 57 Mikisio, hàng thủ công. Dòng này là dòng sủi nên ở trên này nó không có khâu nha chị. Dòng sủi nên là không có khâu giùm em. Đó. Dòng sủi bản rộng này mình sủi, mình có sủi bên gỗ hoặc là mình xài mình sủi bên bonsai cũng được ha. Anh chị mình thấy logo này, cây này là bản đủ nha chị. Anh chị mình thấy cái đường viền này, bản này còn đủ ha, đường viền. Chỉ là do bề mặt nó hơi có vài lít lấm tấm sơ bên ngoài thôi, cứ xài bình thường không sợ mà rỗ luôn anh chị, xài bình thường. Còn láng mịn hai lớp thép đây, hàng của Mikisio ha, ngon lành đó. Chiều dài cây này tầm khoảng là bản đủ, em có một cây bản đủ thì nó cũng tầm từ cỡ đấy thôi chị. Nó cũng bản nó cũng cỡ đấy thôi. Đây, cây này ha. Chị mình thấy này, nó cũng ngắn ngắn vậy nè, cái phần đầu, cái này bản nó bự hơn luôn. Đó.
Anh chị mình thấy là cái đường viền nó còn này, đó. Xài những cây này thì anh chị mình mua mới, cây Mickey này chắc cũng tầm khoảng 700-800 ngàn á. Mà cây này thì còn đủ. Rồi cây này thì phần lưỡi sử dụng là 4/7 anh chị em, 4/8, 4/7, 4/8. Rồi chốt cho em mã số 57/120. 58. Rồi 58 lên lên một bộ đục dũng ha. 58 là một bộ đục dũng này cho anh chị mình làm bonsai hoặc là mình có hay tạo những cái nét tròn tròn trong thợ mộc thì mình mua bộ này. Đó, bộ này đủ ha. Hai cây dũng cong, một cây dũng cong nhỏ và một cây chữ V. Đó. Bộ này là size 17 xăng anh chị em, size nó tầm khoảng 17 xăng, không phải là cái size thông thường 20 21 xăng á, 21 22 xăng. Bộ này nó tầm khoảng là 17.5 xăng này, đó, 17.5 xăng. Ha. Nên là cái này là gọi là form 17 xăng nha anh chị. Đầu nó họ xài lướt thôi. Cái đầu không có bị cắt dập nhiều ha. Ví dụ như cây này là anh chị mình thấy này, nó cũng còn nguyên form này, không có bị dập bị tè cái phần khâu. Đó. Cái này thì nó hơi bị mòn cái gỗ một tí. Đó, ok ha. Cây này là form đủ nha anh chị, form đủ của cái size là 17 xăng. Đầu còn duy nguyên này, đó. Hai lớp thép chuẩn Nhật ha. Đó, ngon lành. Bạn này bạn đủ nha anh chị, những cái lưỡi này là form đủ hết cho em. Đây là cây chữ V. Rồi. Đục dũng nguyên bộ luôn 4 cây, ít khi gặp được nguyên bộ như thế này. Rồi sẽ em đo từng cây đây. Mã 58 anh chị nha, 58. Cây lớn nhất là 2/4. Cây thứ hai, đây cây thứ hai đi anh chị, cây thứ hai là 2/4 luôn, hai cây này thả nào nó bằng nhau. Rồi cây dũng thứ ba, cây dũng này là dũng 6 ly giùm em ha. Rồi cây thứ tư, đây là cây chữ V giùm em, nó hơi cong cong này, đó, cái dáng của nó hơi cong cong ha, cái này là đục chữ V, thì hai lớp thép và form dáng nó còn nguyên anh chị, đục chữ V ha. Cái này một bên chữ V, cạnh chữ V là 6 ly ha, 6 ly giùm em này, đó, rồi. Bộ này chị mình chốt cho em 4 cây mã 58. Em lên mã 59. Rồi 59 là em qua. Hôm nay có cây dao lên, em lên cây dao luôn. À 59-60 đây. 59 là một cây dao chặt phát hai mặt, tay trái tay phải đều xài được ha. Cây này còn khá mới. Form dáng là còn nguyên 3 lớp thép anh chị ha. 18cm, 180 là 18 cm. Phần ram màu đen ở trên này còn nguyên này. Ok anh chị ha, vết là láng này thì nó hơi có lấm tấm vào cái vết nhăm nhăm nhẹ mặt này, nhưng mà sống dao nó còn thẳng, không có bị dập. Chữ nghĩa rõ ràng đầy đủ, cán còn liền lạc chắc chắn, tem nhãn còn nguyên, có hình con rồng cái gì đấy anh chị, có hình con rồng này ha. Rồi tem nhãn còn. Dài lưỡi 18 cm, phát hai mặt, tay trái tay phải đều xài được hết. Dài tổng thể cái dao này tầm khoảng là 32 cm, lưỡi dài là 18 cm ha. Bản rộng tầm khoảng là 3.4 cm này, độ dày. Cây này dày tầm khoảng là 5 ly rưỡi anh chị nha, 5 ly rưỡi giùm em. Rồi cây này mình có để trong ba lô, mình đi rẫy, đi rừng, đi phượt, đi săn thì cũng được ha. À, hoặc là mình chặt cây trong vườn cũng được. À, cái này cây ổi hoặc là cây tre, cây trúc gì là ok ha. Phát cây cỏ, cây dây leo cũng được. Mã 59, 450, hàng mới chưa xài. Em lại, à quên, hàng còn khá mới ha. Form dáng là còn đủ anh chị ha. Em lên mã số là 60. 60 cây này nha chị ha, cây này là cái phần này gãy người ta cắt ra để hủy anh chị. Đó, cắt ra để hủy ha, hàng chuẩn nha anh chị. Đây. Rồi. Lưỡi là nó còn láng oi anh chị ha, và mình sẽ xài tới đây ha. Tại tới đây thì nó có bị nứt này. Đấy, khi mà họ bẻ cong lại thì cái chất thép cứng nên nó dễ gãy, nên anh chị thấy nó nứt chỗ này chút xíu này. Nên là em sẽ đo từ đây về tới khúc này thôi. Này là khúc đầu, khúc đuôi. Rồi phần lưỡi sử dụng ạ, đo từ khúc này đi ha. Nó tầm khoảng là 20 cm này. Và dài tổng thể tầm khoảng là 33 cm ha. Đó, cây này thì không có chữ nha chị ha, nhưng mà hàng chuẩn này, khúc đuôi, khúc đầu ha. Đó. Đặc biệt cây này là thẳng, cái cây này là không có bị mòn gì hết nha chị ha, không có bị mòn gì hết. Cái form nó còn nguyên này. Vát u lên hình tam giác ha. Đây. Da là láng, không có sợ nó bị rỗ nha chị ha, da rất là mịn luôn. Đó, cây này là chuẩn nha anh chị ăn. Và cây này còn đẹp về anh chị mình sẽ đỡ mất công mình spa hơn.
dài nãy lưỡi là 20 rồi ha, dài tổng thể là 33 xăng, em đã bỏ cái khúc đầu này đi rồi. Rồi bản rộng cây này tầm khoảng là 2.6 xăng, 2.6 và độ dày. Khúc trong này là tầm khoảng 6 ly rưỡi nha anh chị ăn, 6 ly rưỡi, khúc ngoài là tầm khoảng là 6 ly. Rồi, cây này anh chị mình chốt giùm em mã là 61. À 60 ha, mã 60. 60 này anh chị mình về mình trà là mình có cây, cây này cực kỳ bén ha. Mình làm một cây dao phát hoặc là dao đi rừng, đi đi vườn cũng ngon là nhận mã 60. Mã 61. Rồi em lên 61 là một cây cào rễ ha, cây là thép không rỉ của Nhật, cào rễ thép không rỉ của Nhật. Chiều dài tầm khoảng là 26 xăng. Phần chỗ này là anh chị mình cào tầm khoảng là 3 xăng ha. Rồi cây này chốt cho em mã 61 giá 150, cây này thẳng, đẹp, dày dặn. 62. Em lên một cây kéo tỉa dăm ha. Cây này hàng của ARS của Nhật, có một cái vỏ bên ngoài ha. Cây này thì lưỡi còn thẳng anh chị ha. Bề ngoài là ha chrome nè, mạ một lớp chrome bên ngoài ha. Thì cái này nó hơi lấm tấm chóc cái mạ chút để mà kháng rỉ. Còn lại là phần lưỡi thẳng không có sao anh chị ha, lưỡi còn rất là thẳng đẹp. Không có bị mẻ ha. Chiều dài cây kéo tỉa dăm ARS này là 16 xăng. Cái này là cái nhựa dẻo nên là anh chị mình xài rất là bền. Lưỡi là thẳng không có bị mẻ nha chị ha. Nhìn nó hơi chóc mạ nên chị mình nhìn nó tấm tấm mới thôi chứ không có bị nhăm rỉ hết. Rồi cây này chốt cho em mã số 62 giá 140. 63. Cây này ha, 63 cây này mình dùng để mình cắt bonsai hoặc là anh chị mình có cắm hoa ở trong nhà đó. Lâu lâu rằm một thì mình xài cây này ARS FE30. Anh chị mình có thể tìm thêm. Cây này thì cái form dáng nó còn nguyên này. Cái này nó hơi dậu chút nhưng mà nó khít anh chị em, còn mới anh chị mình cắt bình thường. Cái này anh chị mình cắt bông ly, bông hồng, bông cúc gì đó mình cắm cắm hoa bình thường trong gia đình ấy, thì xài cái này bền ngon. 16 xăng. Đó, nó chỉ hơi dậu cái nhưng mà lưỡi khít còn mới anh chị em. Đó. Ngon lành. Đó ok ha. Đó, cái này anh chị mình cắt cành ngon lành. Cắm hoa cái cắt cắm hoa là anh chị mình xài cây này ngon này, hoặc là mình tỉa bonsai. Rồi mã số 63 180, màu xanh còn mới ha. Em lên mã 64. Cây này là anh chị mình cũng cắt dòng cắt để cắm hoa luôn. Cây này là hàng của Đức Khai hình người ha. Đây Đức Khai hình người. Nước cái này là phần nhựa màu đen nha anh chị ăn, cứng cáp á. Phần này như là một cái đe để anh chị mình khi mình cắt cắt cái cành nó như cái hình cái khi mà anh chị mình cắt cành như là cái chị mình đợi em xuống như là cái dây này cái cành ấy thì anh chị mình cắt nó giống như cái đe để mà nó chấn lại nên giống như cái đe để nó chặn lại nó không có bị trượt á, thì anh chị mình xài cây này ngon á. Chị mình đợi em xíu vút cái dây này nó ra để em cắt cho anh chị mình xem. Cây này ha, cái lưỡi còn rất là đẹp nên chị ăn, thép không rỉ, inox của Đức, xài ngon lành. Màu đen còn mới ha, nó có một cái cốt thép ở bên trong này nên anh chị mình không có sợ cái nhựa này nó gãy đâu. Ngon lành này. Đó. Ok ha. Đó, cái này mình cắt cành cắm hoa, cắm bông ngon lành. Ok ha. Rồi. Đây ok. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em ha. Mài theo kiểu 73, ta trái này phải được xài được. Mã số là 64, giá là 180, chiều dài tầm khoảng 15.5 xăng. Em lên mã 65. Một cây kéo tỉa dăm ha. 65 là một cây kéo tỉa dăm. Cây này thì đẹp anh chị ăn, cái form của nó là còn rất là đẹp ha. Đó. Chữ Nhật đầy đủ này. Nó hàng rèn thủ công ha. Ốc là không có rơ nha chị ăn, ốc đẹp không có rơ. Đây là phần mũi anh chị. Đây, phần mũi đây ha. Không có bị mẻ dăm ha, phần mũi nè. Đó, ngon lành. Rồi. Chiều dài cây kéo con kéo tỉa dăm thủ công này tầm khoảng là 18.5 xăng. Anh chị mình chốt cho em mã 65 giá 250. Em lên mã 66. Cây này là form dáng đủ nha chị ăn. Cây này rất là đẹp luôn nè. Kane Masa, một hãng về dòng này thì hãng này là hồi trước là từ cái sản xuất kiếm katana qua ha.
về sau thì họ làm về bên bonsai với lại bếp, do bếp mã 66 Kanemasa anh chị ăn. Anh chị mình có thể mình tìm thêm cái này giùm em, khi mà anh chị mình tìm Kanemasa thì nó ra toàn là kiếm với tanto mà. Chiều dài là tầm khoảng gần 19 cm, mà về sau này thì họ có làm bên dao kéo ha, nên là anh chị mình yên tâm chất lượng. Đây, cây này form dáng vết xương xước xéo còn nguyên này đó, chéo qua ha anh chị ha. Đó, khi mà mình tỉa dâm thì mình khi mình phải gạt nó qua như thế này ha, cái form dáng là còn nguyên đó. Rồi đây ha, cái mũi này bên này thì nó ngắn hơn chút xíu anh chị ha. Đó, do là hàng bãi nhưng không tránh khỏi thôi. Xài những cây này cực kỳ bền nên chị, hàng thủ công ngon lành. Rồi mã số là 66 ha, giá là 347. Em lên kéo con cá ha. Hôm nay em có 67. Em lên kéo con cá đi. 67 là một cây kéo con cá. Cây này là form đủ anh chị ha, form đủ này, đó. Lớp gram đen ha, mực màu nhũ vàng còn nguyên luôn. Nhìn cái dáng rất là đẹp ha. Cái này anh chị mình cắt bonsai ngon lành, cắt cành bonsai ngon lành. Chiều dài 17 cm, rồi chốt cho em. Lưỡi đẹp anh chị ha, lưỡi thẳng đẹp nè. Ok. Đó, những cây kéo con cá ngon lành. Lưỡi thẳng đẹp, hàng đẹp thủ công quá bén luôn ha. Ở chốt giùm em mã 67, cây này 17 xăng ha. Sơn đen còn nguyên luôn. 150. 68. Đây là một cây cạp rễ. 68 là một cây cạp rễ. Dành cho bonsai anh chị mình, cạp rễ, cạp cành ha. Đó. Chết mắt Nhật Bản á. Đây anh chị mình thấy chữ này. Đó, bên này cũng có chữ. Hàng mới chưa xài. Chỗ này là bạn rộng là lưỡi cắt là 1.5 cm, anh chị mình canh mình cắt cái cành hoặc là cái gốc cây, nó rễ cây nó tầm khoảng 1.5 độ lại là ok ha. Chiều dài là 18.5 cm. Đây. Cái dây hồi nãy rồi em bấm cho anh chị mình xem. Rất là ngọt ha. Cái này cắt giấy cũng được nha anh chị ha. Hôm qua em có test cắt giấy cho anh chị mình xem rồi. Rồi chốt cho em mã 68, giá là 350. 69. Em qua kéo bướm ha. 69 là một cây kéo bướm. 69, cây này lớp sơn đen còn này, chữ nhật đầy đủ ha. Đó. Rồi, lưỡi ngon này anh chị ăn, lưỡi thẳng không có gì hết ha. Là đây có một cái mẹ dăm chút xíu không sao. Đó, tại vì cái lưỡi này rất là dày. Cái này anh chị mình cắt cành ok này ha. Đó, ngon lành. Quá bén anh chị ăn. Đó, hàng thủ công này nó có mẹ dăm chút xíu, anh chị mình cắt nó vẫn ngọt không sao. Với lại cắt cành thì không có sợ gì hết. Chiều dài là hơn 17, khoảng gần 17.5. Chốt cho em mã 69 200, một cây kéo bướm ha. 69. 70 là một cây kéo bướm thép giấy xanh của Senkichi của Nhật. Senkichi và thép giấy xanh số 1 ha. Phần lưỡi dài tầm khoảng là 7 cm và dài tổng thể là khoảng 20.5 cm này. Đó. Da dẻ còn láng mịn như chưa. Đây là phần lưỡi hai lớp thép này. Vân sức dọc vẫn còn ha. Đó chị mình có thể thấy ha. Vân sức dọc vẫn còn hai lớp thép này. Đây, ok ha. Cây này thì mình cắt cành bonsai, tỉa dâm, tỉa lá thì cắt cành cũng được, ok nha anh chị. Lưỡi dài 20, lưỡi dài 7 cm và chiều dài là 20.5 cm. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em mã số 70, 450. 71. Ha, cây này là bướm bự anh chị ạ. Cái này mình cắt cành cắt rễ ok này. Đây là size lớn, mình dày mình cắt cành ok ha. Anh chị nhìn thấy cái tay cầm là thấy lực ha. Nó tròn mụn luôn. Chữ nhật đầy đủ ha, có một logo hình bông hoa phù dung hay là bông hoa trà gì đấy anh chị. Rồi chữ nhật đầy đủ ha. Đây phần tán này. Đó. Cây này là size lớn. Nghe nó tiếng rất là đanh luôn. Mã số là 71 anh chị ạ. 71. Cây này lưỡi đẹp anh chị. Quá trời đẹp luôn ạ. Cái này thì do bên em để nó hơi có bị kiểu như nó dính cái đen đen thôi. Anh chị mình về mình spa thêm cũng được. Cái này lưỡi thẳng anh chị ha. Và mình dùng để mình cắt cành, cắt bonsai cực kỳ bén. Và size này là size lớn, mình cắt cành, cắt rễ. Đó không? Ok. Đó, mình về mình có thích thì mình mài, không để phải xài cũng được. Hàng thủ công thì không tránh khỏi những cái vết đó anh chị ha. Chiều dài tầm khoảng là hơn 6 cm phần lưỡi. Và chiều dài là hơn 20.5 cm này. Rồi cây này anh chị chốt cho em mã số là 72. 71 ha. Bén nha chị. Mã số 71 giá là 400 ha. Em lên mã 72. 72, 73 là một cặp kéo vân búa ha, dấu đóng búa.
Nên là anh chị nào mà mình có sưu tầm kéo con cá hoặc là kéo bướm hoặc là kéo tỉa giang hoặc là kéo cắt cành mà có dấu đóng búa thì anh chị mình mua cặp này ha, cặp này rất là đẹp. Mã số là form dáng nó đủ, mã số là 72. 72 là kéo bướm ha và 73 là kéo tỉa giang. Đó, phân búa này, form dáng đủ luôn anh chị ha, rất là đẹp luôn. Những cây này hàng thủ công ha và dấu đóng búa. Lưỡi sử dụng là 4,5, dài là khoảng 17 xăng. Rồi cây này lưỡi đẹp anh chị ha, cái vân xước dọc này. Đó. Này thì nó có mẹ dăm chút xíu, mình có thể mình mài sơ hoặc là mình để vậy mình xài cũng được nha chị ha. Cái form dáng nó đủ này. Đó. Ok ha. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em mã số là 72, giá 500. Về anh chị mình có thể mình ba sơ cái vết đó giùm em ha. 73. Cây này ha. Đây là cây kéo dòng kéo bướm nhưng mà dòng tỉa dăm cũng được, tỉa chồi cũng được, tại vì cái mũi nó nhọn và nó pháp hình tam giác này, hàng xịn năng chữ nhật đầy đủ này, mã số 75. À 73 nha chị ạ, 73. Chiều dài phần lưỡi là tầm khoảng 5.5 và dài tổng thể là khoảng 18.5 ha. Đây. Cây này form dáng đủ nha chị ạ, đây chị mình thấy nè, đó. Da dẻ cũng láng ha, vân sức dọc xuất xưởng chéo chéo vẫn còn này. Cái này thì phần mũi này, bên này nó ngắn lên chút xíu nha chị ạ, nó tầm khoảng 1 ly không vấn đề gì hết. Mình tỉa vẫn ok. Rồi. Ngon lành nha chị ạ, mã 73 giá là 550. Em lên mã 74. Em qua kéo cắt cành nha, 74. Rồi, 74 là một cây kéo cắt cành hàng của giống như là chữ thủ công này, hàng xịn ha. 74 cây này là form dáng đủ nha chị ha. Cây này anh chị mình thấy này, phần chốt da zin này ha. Đó, lùn lùn như ngoài hàng này, hàng xịn nha chị ha. Form dáng là anh chị mình thấy đủ này. Kaneshige ha. Nếu mà anh chị mình gặp dao bếp hoặc là kéo mà gặp chữ mà Kane mà gặp chữ Shige đó, anh chị mình thấy những cây này rất là xịn ha. Đó, ốc nó còn zin nguyên này. Cây này là zin nguyên đó anh chị. Từ phần da tới phần bên ngoài với xước xuất xưởng còn nguyên ha. Rồi. Cây này là cái form dáng nó còn xít ra ngoài này nên chị ăn không có xài gì hết á, mọc rõ ràng này. Ở cây này thì anh chị là nó dày nên là anh chị mình cắt càng to cũng được ha, lùn lùn nhỏ nhỏ nhưng mà cắt càng bự. Nó chỉ hơi có lấm tấm chút này chút xíu nên chị ăn không có sâu, mình cứ xài bình thường không vấn đề gì. Đó, form dáng đủ, cây này là hàng thủ công ha, hàng nghệ nhân, giống như hàng nghệ nhân làm này. Cây này thì giống như là chữ này thì giống như là chữ có một hãng gì giống như là Takeda nhưng mà không phải. Giống như là Yoshimi Kato cả to anh chị. Anh em giống như chữ đó đó. Rồi, chiều dài cây này tầm khoảng là 18.5 xăng hơn ha. Chốt cho em mã số 74 giá là 600. Bén cực kỳ anh chị ha, rất là bén luôn ạ. 74 600, dài 18.5 xăng. Da là zin hết anh chị. Zin hết luôn ạ. Cái form của nó là nguyên luôn chị. Đây chị mình thấy ha, cái lưỡi là nó tràn bờ đê này. Em lên mã số 75. Đây là một cây kéo cắt cành của hãng là Koyo của Nhật ha. Thép là thép Yasugi này, thép Yasugi của nhà máy Hitachi của Nhật. Thép này thì nó tương đương với thép giấy xanh nên chị ha. Đó. Made in Japan, sản xuất tại Nhật ha, của làng nghề rèn Niigata của Nhật này. Đó, ok ha. Rồi, tem này, thép Yasugi, cây này là dáng chữ B và dài 20 xăng ha. Chiều dài cây kéo này tầm khoảng là 20 xăng này. Đó. Cây này ở trên thị trường đang bán tầm khoảng là 750 anh chị ha, khoảng là 750. Anh chị mình có thể mình tìm trên Lazada ha, hoặc là Shopee nó tầm khoảng là 750 á. Đó, thép Yasugi hàng mới chưa xài. Cây này anh chị mình đi tặng cũng được hoặc là mình về mình cắt vườn bonsai ở nhà cũng được ha. Và cái này thì dễ cầm dễ xài này, size 20 dễ xài. Cắt nhanh. Mình cắt mai hoặc là mình cắt kiện thì nó ngon lành anh chị ha, lưỡi ngon lành này, mới tinh chưa xài, bén cực kỳ ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 75, giá là 450 ha. Đó, cái này về anh chị mình nếu mà mình xài cẩn thận á, mình xài bảo quản và mình xài đúng luật đó, là anh chị mình xài 5 năm 7 năm là chục năm là bình thường ha. Rồi chốt cho em mã 75, 450. Em lên mã 76. Đây là một cây kéo cắt cành ha. Cây này là mình sưu tầm luôn nha anh chị ha. Rất là đẹp, form dáng còn nguyên zin này. Đó, cái này bạn cực kỳ bự luôn ha. Cái mặt này nó chà bá lửa nè.
Rồi ốc đồng tròn ha. Cây này là của hãng là giống như hãng là Apukama của Nhật anh chị ăn. Chốt đúc này. Đó, dưới này anh chị mình thấy không? Đó, làm cái nhãn cái thương hiệu dưới này, đúc dưới này luôn. Ngon lành ốc đồng tròn. Đây anh chị mình thấy là tràn đờ luôn ha, ngon lành. Ốc đồng tròn ha, nhìn chữ này là thấy xịn rồi nha anh chị. Chiều dài cây kéo này là 20.5 cm. Cây này là gần như là chắc bỏ cái hộp vô thôi chứ không có gì hết. Mình sờ ba lại chút là nó rất là bóng sáng. Rồi cây kéo này là mình sưu tầm ok luôn nha anh chị ha. Cây này giá mới chắc nó tầm phải cả 2 triệu hơn. Đó, mấy dòng bình thường nó cũng tầm khoảng 1,4-1,5 triệu rồi. Rồi mã số 76-677. Cây này là 23 cm á. 23 cm. Chốt đúc ở dưới cho anh chị ha. Chiều dài cây này là 23 cm anh chị, 23 cm ha. Đây. Ok ha. Rồi. Cây này thì về hình như là ốc nó có rơ hay gì đó, anh chị mình về mình vặn thêm giùm em ha. Rồi cái này là cái phần dáng của nó, anh chị mình thấy đây là cái form của nó nè. Đó. Chữ ha. Ok. Này zin nè. Ha, cái này chắc mình như lắp ngược á. Để anh chị mình có thể mình spa thêm chỗ này giùm em. Bóp thì nó không rơ ha, cắt giấy thì nó không có ngọt mấy, nhưng mà anh chị mình về mình có thể mình chỉnh sửa là con ốc lại chút giùm em. Này ok nè ha. Rồi về phần da. Này hình như là gắn cái lò xo nhỏ lên nên cái lực búng của nó không có đủ mạnh. Đây anh chị ha. Da láng ha, da láng bén cực kỳ anh chị. Lưỡi bén cực kỳ, mài bén rồi đó. Về anh chị mình xài thôi. Hoặc là thích thì anh chị mình có thể mình chỉnh lại cái phần con ốc này như là gắn ngược bên này. Nên là nó không có xít lại với nhau được. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em 23 cm ha. Mã số 77-700-78. Em lên một cây kéo chữ A bung lúa 78. Đây anh chị mình thấy ghép đồng này. Ha, ốc đồng tròn này. Đây ghép đồng đấy ha. Hai bên lưỡi đều ghép đồng hết. Rồi dán chữ A ha. Đây ghép đồng xong. Này về mình xả nhám cho nó bóng cái lưỡi nó đẹp ha. Tại vì bên em làm nó còn đen đen, nó chưa có được gọi là chưa có đánh bóng để cho nó sáng á. Thì anh chị mình về mình đánh bóng cái là nó sáng à. Tại vì làm sáng thì cần thêm công ha. Đây anh chị mình thấy nè, zin này, đồng ghép đồng này. Bên này cũng ghép đồng này, ha. Chiều dài cây kéo này là khoảng 17.5 cm. Chốt cho em mã số 78, giá là 850 một cây kéo chữ A ghép đồng ha. Dài là 17.5 cm. Đây anh chị mình thấy nè. Đó. Rồi giờ em test cắt giấy cho chị mình xem. Ngon lành ha, cái này mình có tỉa bonsai hoặc là mình sưu tầm kéo chữ A size 17, 18, 20, 23 gì đó thì mình xài cái này ha, cái này size 17,5. Rồi, bông lúa nè, ngon lành ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 78, giá là 850. Em đã lên 78 mã clip số 40, anh chị mình thích mã nào mình cứ điện thoại nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề ha. À, anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để mình theo dõi được các clip mới nhất. Còn nếu anh chị mình có thắc mắc gì thì mình cứ comment những phần bình luận, bên em sẽ trả lời ha. Thông tin sản phẩm hoặc là những cái kiến thức hoặc là những cái thông tin cần về dao bếp Nhật, đồ Nhật gì đó thì mình có thể mình hỏi thêm ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.